Kính thưa quý vị, việc xăng dầu có hai lần điều chỉnh tăng giá trong tháng 11 vừa qua đã khiến cho chỉ số giá tiêu dùng của tháng 11 tăng lên mức 0,13% so với tháng trước đó. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố hôm 29 tháng 11 cho thấy CPI tháng 11 tăng 0,13% so với tháng trước, có đến 9 trên 11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa và dịch vụ đều tăng giá. Trong đó thì nhóm giao thông có mức tăng cao nhất trong các mặt hàng trong rổ tính CPI với mức tăng đến 0,68%, do xăng, dầu có hai lần tăng giá hơn 4 tháng 11 và 20 tháng 11. Tình hình mua lũ cộng với nhu cầu hợp đồng xuất khẩu gạo tăng đã khiến cho chỉ số giá lương thực tăng đột biến đến 1,12%. Tuy nhiên, giá cả các mặt hàng thực phẩm giảm đã giúp nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,11%. Tính chung thì CPI bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% so với cùng kỳ năm 2016, làm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,42%. Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ dược ghi nhận tiếp tục có xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt 344.800 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.